Chào anh em, hôm nay mình có ít máy lên cho anh em mình xem giải trí nha. Anh em hả, ưng ý kỳ nào thì alo mình, số điện thoại mình phần dưới nha anh em. Kênh bên mình bán như thường lệ, anh em hả chuyển khoản đủ thì mình bao ship, còn anh em dặn cọc thì anh em chịu tiền ship nha. Dặn cọc thì anh em dặn cọc cái thẻ Viettel 50% nha anh em. Nay mình nói người mình nay nó muốn cảm nha anh em, muốn sốt rồi, muốn bệnh rồi, anh em nghe kỹ giùm mình nha, anh em thông cảm nha. Đây đầu tiên là mình vô luôn nha anh em, đầu tiên là cây máy fan Makita nha anh em, máy fan Makita điện 100V 50 đến 60 Hz 320W nha anh em, rất mạnh nha, đầu kẹp 13 liên nha anh em. Đây, đây anh em, Makita là anh em hiểu rồi, thương hiệu rồi, thương hiệu Makita thì nó nổi tiếng rồi. Đây, mình xem gần cho anh xem. Vô luôn nha anh em. Đây nó có cái đồ mở fan nè anh em. Fan cọc đây sẵn, trong máy nó dính sẵn vậy luôn. Im ru luôn anh em, để im ru luôn. Makita anh em phải hiểu rồi, 320W. Quá im nha anh em. Đây cây số 1 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu. Cây số 2 là một cây máy cắt sắt nha anh em, Mitachi điện 100V 15A 1450W, lưỡi của nó là 305 nha anh em. Đây mình xoay quan trọng cho anh em xem, hàng nội địa mà nó hàng bãi mà nó như thế này phải nói là nó cực kỳ luôn nha anh em. Trên bãi nó không có cái nắp này, mình về nhà mình tháo mấy cái máy của mình ra mình gắn vô nha anh em, mình gắn vô thành ra nó không tẹp màu sơn thôi. Cái này nó không quan trọng nha, quan trọng là nó có đầy đủ là phải nói là ok cái máy rồi. Đây mình test nha anh em, eco đồ đầy đủ nha anh em. Máy này chạy cái độ im của nó là phải nói là quá im nha anh em. Đây cây số 2 1,3 triệu nha anh em, 1,3 triệu. Đây tiếp theo là cũng một cây cưa luôn anh em, cắt sắt luôn. Đây mình xem dầm cho anh em xem nha, cây này thì nó rất đẹp rồi, hàng nội địa mình nói về là phải nó là quá đẹp rồi anh em, công sức nó cũng như cây nãy thôi. Hai cây này nó chung hãng đó anh em, chung hãng nó chỉ khác nhau khác màu nước sơn thôi. 100V 15A 1450W 50 đến 60 hạt 4.200 dòng trên phút nha anh em. Đây eco rồi nó đầy đủ. Bàn nhôm không nha anh em, mình bán là đa số là bàn nhôm. Nó quá cực kỳ luôn anh em.
cái máy này nó có thêm cái cục này, không biết nó làm cái gì nè anh em ơi, mình không hiểu nha, anh em nào hiểu thì chia sẻ thêm, mình không hiểu cái này, nó có cái cục này nữa nè anh em, nó có cái cục này nè, mình không hiểu cái cục này gì, nó làm cái gì đây, mình không hiểu nha. Sai thì sai, không sai mình bỏ cục này ra, nó không có dính líu gì hết trơn, mình thấy cái này nó không biết nó sử dụng là cái gì đây, không hiểu nha anh em. Anh em cái số 3,3 triệu luôn nha anh em, 1,3 triệu luôn nha, hai cây đồng giá nha anh em, nào alo trước được trước nha, cho anh em lựa chọn. Cây số 4 là một cây cắt nhôm nha anh em, đây cắt nhôm Makita nha anh em, lưỡi của nó là lưỡi 260 nha anh em, bình thường là cưa nhôm là Hitachi này nó là 216, còn này là 260 nha anh em, 260 ly, 2.6 đó anh em, lưỡi này ok luôn, 2.6 là anh em, cái này phải nói là cực kỳ. Đây xây được hai bên nha anh em, đây xây 45 độ hai bên nha. Đây xây qua dòng cho anh em xem, Makita 1130W, 4.100 dòng trên phút, lưỡi của nó 260, 50 đến 60 hẹp, 12A là như y chang, nó gần 1200W đó anh em. Makita thương hiệu rồi anh em, thương hiệu nổi tiếng rồi. Máy này chắc cốc này 260 là cũng ngon rồi anh em, lưỡi 260 mà muốn cắt nhôm thì cắt, vậy anh em muốn lưỡi nhôm thì gắn nhôm vô đây, lưỡi của nó là ok nha anh em, lưỡi miếng thép còn đầy đặn nha, đầy đặn luôn. Có thắng luôn nha anh em, có thắng luôn nè. Hơi mẻ này miếng nè anh em, mà cái này không quan trọng, cái này anh em về bằng tháo này ra luôn, cái này nó cũng có để làm gì, tháo bỏ này ra luôn, anh em muốn để anh em muốn tháo cái này nè, không có sử dụng gì đâu, mình cắt mình xuống đây nó gặp tới dưới này rồi đâu có gì đâu anh em, cái ống bụi nó ở đây nữa nè, ống bụi ra nè anh em. Cây số 4 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu, cái Makita này 1,6 triệu nha anh em, nó hơi nặng nề đây, mình nghiêng cho anh em thấy, thấy đây 1,6 triệu, cái số 5 là một cái vít cho anh em, Makita đầu khía, Makita đầu khía 360W nha anh em. Đây có điều tốc thắng ngon lành luôn nè anh em, thắng nè, đảo chiều đây. Ủa đây này, thắng ngon lành luôn, quá tuyệt vời. Cái số 5 600 nha anh em, cái số 6 là một cây vít luôn nha anh em, vít đây cũng Makita đầu khía đây, đảo chiều đây nha, cái này mình buông dứt phát là nó thắng lên nè nè, này mình mới vô thang này kia nọ, nó chạy lên chạy chút là nó ôm thang rồi là thắng ngon lành luôn đó anh em. Cây số 6 600 nha anh em,
cây số 7 là một cây nhám đây anh em, nhám tăng. Nhám tăng điện 100V 950W. Đây anh em, nhám này nó nhám 8 phân nha anh em. Nó 8 phân. Điện 100V 50 đến 60 Hz, 950W. Đây có một bụi ra nha anh em. Hitachi rất đẹp nha. Máy còn rất đẹp nha anh em. Còn sáng rực nha. Nói chung là máy này còn sáng rực luôn. Đây anh em. Đây nó có cái nút này là nhanh chậm nè anh em. Đây nó có cái nút này nè. Rồi cây số 7 1 triệu nha anh em. Anh em nào nhanh tay được nha. Còn mới rồi luôn. Cây số 8 là một cây máy phay đây nè. Máy phay Hitachi. Điện 100V 50 đến 60 Hz, 1330W, 2200 dòng trên phút. Phay mũi nó 12 nha anh em. Mũi 12mm, 12 đây. Có mũi sẵn nha anh em, có mũi sẵn trong đây nha. Mình test máy cho anh em xem luôn. Máy phay này cực kỳ nha anh em, còn rất mới nha. Còn rất mới nha anh em. Đây nãy giờ mình lại lấy xuống cho anh em xem, còn rất mới nha anh em, mới rồi luôn á. Cái này mình lấy cũng hơi giá cao nha anh em. Cao hơn chuyến đồ mình bán ấy, cây số 8 này 1,5 triệu nha anh em. Cây này mình lấy giá cao mình bán cao nha. 1,5 triệu cây số 8. Cây số 9 là một cây đấm bóp đây. Cây này clip rồi có anh em đặt rồi, cây mình alo lại không có liên lạc được, hôm nay mình lên clip bán lại nha anh em. Bán lại đây, cái massage. Đây nè. Cấp 1 nha, nè lên cấp nữa nhanh nữa nè. Đó, lên cấp nữa. Phải nó cực kỳ nha anh em. Cái này nó mới rồi luôn nè. Cái đế này nó phải nói là nó mới tôn luôn. Sang anh em chơi cây số 9 600 nha anh em. Cây số 9 600. Cây số 10 là một cây nhám, cây trà đây anh em, cây trà. Miếng trà gì trà nha anh em. Đây, có này cái lô lô nó sẵn đây. Miếng trà gì trà. Đây là Yokoka Miki Raban. Raban anh em, đây thương hiệu nó đây. Anh em thấy nè, Raban. Cây trà nó đây, nó đây anh em. Mình test máy cho anh em xem nha. Cây này phải nói là cực kỳ anh em, ra băng phải nói thương hiệu của nó phải nói dữ rồi anh em. Đây. Quá cực kỳ anh em. Cây số 10 700 anh em. Số 10 700. Thôi clip mình nay có nhiêu, có 10 số đó anh em. Anh em ưng ý cái nào thì alo mình nha. Số điện thoại mình phần dưới nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em nha. Hẹn anh em lại clip sau nha.